Ngày 19 tháng 8 năm 1964, báo Quân Giải phóng, cơ quan của lực lượng vũ trang và nữ vũ trang miền Trung, Trung Bộ ra đời. Hòa Bình lập lại, báo chuyển tên thành tờ tin Quân khu 5 và sau đó tiếp tục được cấp phép hoạt động báo chí với tên gọi là báo Quân khu 5, nằm trong hệ thống báo chí quốc gia và quân đội. 60 năm qua, báo Quân khu 5 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng lực lượng vũ trang quân khu. Hiện nay, báo Quân khu 5 là tổ hợp đa phương tiện với 3 loại hình báo chí: báo in, báo điện tử và chuyên mục truyền hình. Ngoài ra còn thực hiện phim truyền thống, phim khoa giáo, phim tài liệu và các video clip phục vụ cho Bộ Tư lệnh Quân khu và các cơ quan đơn vị, biên tập xuất bản nhiều đầu sách, tập san. Quá trình tuyên truyền, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên giữ vững tôn chỉ mục đích hoạt động, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về báo chí, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, thực sự tâm sáng, lòng trong, bút sắc để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Với những thành tích nổi bật, báo Quân khu 5 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3.